Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay á, Happy sẽ làm một cái con sâu không được bình thường. Ok, nên bây giờ á, mới vô thì Happy là một cái con sâu rất là bé tí luôn nha. Đó. Và chị mình á, nãy bị lội xương sống rồi mấy bạn thấy không? Nên nó cũng cái con sâu của chị mình nó không được bình thường một tí. Rồi nên bây giờ mình quyết định mình sẽ ăn hoặc là nhiều những cái đồ này đó. Mỗi lần mình ăn á là mình sẽ dài nó một tí. Khi mình ăn là mình sẽ dài ra 2 tỷ mét nha mọi người. Happy đâu rồi? Đây rồi. Nè tụ tập lại đi. Đứng im. Cái đầu rồng. Không hiểu được. Mọi người ở đâu? Đứng im. Ê đi qua. Mày giống rồng. Ê, đi chung nha. Đứng im cho em nhảy lên đầu cái coi. Nè. Rồi đi. Kệ chị bá kìa. Ôi nhìn chị giống mấy đứa bị hư á. Đi ăn. Nhìn chị ba giống búp bê bị hư quá mấy bạn ơi. Mình nói thật là cái con nhân vật của mình nó bị lỏ mọi người ơi. Đúng rồi, nó giống con chó bị lỗi. Ok, mình nhảy lên đầu ta, mình lấy đồ ơi. Ok, dạ. Mình đã dài lên được một. Ui, mình đã dài được mét. Ôi, con ê, đi mua cánh tẩy. Ủa, gì ở lộn, đi mua gì. Cánh đại bàng tung cánh 1.000 mét đi. Bài ơi, nhưng mà bây giờ mình đang làm con sâu sao mình tung cánh 1.000 mét được, nên bây giờ mình sẽ quyết định mình đi ăn nha. Giờ mình sẽ qua cái củ bánh ngọt nha mọi người. Đâu bánh ngọt đâu? Tay nghe cái cầu gỗ á. Cái này không, cái đó không phải đâu. Là bé lên chết rồi. Đi qua chơi. Mình lọt khe chết rồi. Lọt khe. Lọt khe nghe cầu á. Bị lọt khe. Bán em viên thuốc lọt khe. Ê Kim Cương á. Đẹp. Trời ơi. Ui qua đây ăn quá trời chơi. Quá trời luôn. Ở đâu vậy? Ừ. Bên Ấn Độ kìa. Yeah. Ủa lộn, mình ăn tự động. Ủa gì lộn? Mình tự động ăn. À, mình cái PVP á. Là bên này đánh nhau nữa. Mọi người ơi, bây giờ mình trời sẽ trời nó. Kìa có cái bánh nè. Rồi sao bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ đi đánh nhau nha. Thì uống thuốc rồi. Lát luôn rồi. Chạy siêu nhanh luôn. Mọi người ơi, bây giờ mình đang bị lát. Rồi ok, bây giờ đó mình sẽ chạy qua cái khu bánh kẹo để mình ăn nha nè. Ủa chấm hỏi. Cái này là cái khu khu bánh kẹo. Ơi, ủa. Ê sao mà khu bánh kẹo đó là để đi. À đi là tự ăn đúng không chứ không phải là có đồ ăn đúng không? Ok. Rồi. Đây hay gì tự đang tủ lốp đồ ăn. Ok đó. Ôi. Bây giờ mình đang ở 1999. Bây giờ mình đã đi ra người. Mình đã dài được 7 mét rồi mọi người. Mình đã dài được 1999 mét rồi nha. Baby đi qua được cái núi đồ ăn chưa? Hello. Núi đồ ăn hả? Cái là cái nữa để nó bay đầu mình ngoài. Bây giờ mình sẽ qua cái gì đó. Núi xúc ăn. Núi xúc vật. Cầu thái sinh. Cái gì vậy? Chị nhớ. Cầu thái sinh. Cái là ngọc phải tái sinh một lần. Tái sinh lại sao là gặp lần nó vô được. Ok mấy bạn ơi, sao cái con này nó chạy qua bên đây mình lại thấy nó màu tím, ở ngoài đây mình lại thấy nó màu xanh. Mình sẽ chạy đi luôn nha. Cái đồ nó đang bị chặn. Nó cứ bị chặn rồi kìa. Chị bị gì vậy? Mình già có 200 mét. Mình già luôn rồi nè. Mình đi quấn đầu người ta nha mấy bạn. Hôm nay mình sẽ đi chặn đầu người khác nha. Lần 24 mình lên được Rebirth. Và mình đang đi lang thang bên ngoài. Lang thang. Happy Rebirth chưa? Happy leo lên cục đá đứng. Happy đâu? Happy leo lên nóc nhà ở. Ê kìa, quá chừng mấy cục vô mốt luôn. Ủa gì lộn. Ui mình ăn được mấy cái cục này mình thấy một cảm giác thật là vô mốt luôn á mọi người. Sảng khoái. Bật tung năng lượng. Nó rất là sảng khoái và bật tung năng lượng. Okay, nãy giờ mình ăn rất là nhiều rồi. Là mình biết cái nãy giờ mình ăn rất là nhiều rồi, mình đang rất là đói. Nãy giờ mình ăn rất là. Rồi đứng im. Cái bánh cuộn kem. Đúng. Mình đang thấy bọn này đang đua nhau đang đi chơi. Ui nhiều màu vậy. Chắc mốt Happy giờ Happy sẽ chỉnh mấy cái màu luôn á. Happy bảy sắc màu hồng luôn. Mốt mình sẽ đi dùng tiền rồi mình sẽ chị ta ấy nha. Nhợ màu bị sắc màu hồng. Ôi chị ba bị gì vậy? Là mình sẽ xâm súng á. Mình nhợ nó sâu bình thường. Ê, nhìn cái đầu của mình rất là bự nè. Nè nhìn mình nè mấy bạn. Bây giờ mình đang cắm đầu vô cục thịt của mình. Nè.
không được. Nè chị đứng im đi, chị đứng im, chị cổ người lại đi, em làm bánh cuộn kem nè. Ok. Ok. Đó ha mấy bạn, đây là tuyệt phẩm mấy bạn, bánh cuộn kem. Rất là dễ thương nha. Ông gì thân khỉ. Kìa ông gì thân đậu lâu nha mấy bạn ơi. BBB, ai vô đó BBB, hẹn gì có cái đầu lâu. Vô BBB không? Mọi người ơi, mình đang bị lọt heo. Lọt heo, quánh chị chơi. Lọt heo ngay đây nè. Ê, sao mấy đứa bạn nó vô được cái cổng mà mình không vô được? Tại vì mình bị ai với kìa, thấy không? Lọt heo chạy vô. Lọt heo chạy vô. Mình phải tái sinh. Nghe hướng đầu qua vòng vòng. No. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đi chơi. Ơi mọi người ơi, mình phát hiện ra một điều đó, trời, là khi mà mình ăn cái cục ấy á, mình sẽ thấy một cảm giác là vô mốt luôn á. Cục ấy là cục gì? Cục trái cây. Cục trái cây. Trời no anh thấy không? Tụi Happy dặn Happy ăn hết luôn. Ok, bây giờ Happy sẽ gọi là ăn những cái giống này vô nha. Tại vì Happy đây bị thiếu mình thiếu đồ ăn. Trời no anh thấy không? Mày đặt đi dặn đồ ăn của tụi mình. Ơ, cũng được. Đồ ăn. Nghe cái gì á? Mình đang đi giết được một đứa đang bị hùng mồm. Thì bây đâu rồi? Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình đã bình thường trở lại nè. Tại vì nãy giờ mình đang bị đơ. Ông người kết mình ơi, mình đã bị chết rồi. Nãy mình bị ngu si á, mình tông vô cái thằng đĩ mà nó. Ok cái này là ui màu da màu xanh. Ơ wow, sao anh thấy có 7 sắc màu hồng luôn nhở? Rebirth đi. Rebirth là cái gì? Tự ăn thêm rồi rebirth. Ok, rebirth là cái gì á? Tái sinh. Là mình sẽ thành một cái con nhỏ xíu. Ok. Happy ơi, Happy. Mình sẽ được ít 2 cái đó. Đang ở đâu rồi? Ít 2 là sao? Là mình ăn một cái, được có một cái chiến láo rồi. Nhưng mà hả? Rebirth xong mình sẽ được 2 cái. Ủa, Happy ăn được 2 cái mà. Nè. Là vậy nè, đó. Ăn 4 cái mà rebirth xong mà ăn cái đó được 8. Nè, rebirth nha. Ok, rebirth nha. Rồi. À! Mà được 10 chú cương đúng không? Rồi ăn cái chuối thôi. Ăn cái chuối banana. Đó 4. Hồi nãy được có 2 thôi. Cả 4. Ăn cho tao. Kìa chị bị lỗi chứ. Chứ đầu chị quay bài. Thì tại mình không biết mình đang bị gì. Nhưng mà cái skin của mình nó đang bị lỏ mọi người. Nó không được bình thường. Sao nhìn không bình thường? Mình đang rất là buồn bởi vì nó bị lỏ. Ok bây giờ đi chặn đầu người khác nha. Bây giờ mình đi chiến đấu đi. Đi ăn. Đi đứng lên và đắp lại cái chỗ mình đang ngã. Cái này là gì đây? Chỗ múc mình về. Cầu tiêu hả? Ủa lộn, cầu binh là gì? Đọc lộn cầu binh của người ta, đọc cầu tiêu. Binh là cái này. Mình mới thấy một cái cây xương rồng. Nó rất thành như cái cây xương rồng đó ở Bình Dương. Nó bay luôn á. Bình Dương quá, đọc lạ Bình Dương, ai đứng yên chỗ hết rồi lắc đi. Rồi lắc luôn đi. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.